thử thách đánh penalty cùng giáo sư Thảo. Rồi, ngày hôm nay rất là vui khi mà được gặp bà giáo sư Thảo tại sân. Hôm nay có một cái thử thách, sẽ có một người phong trái cầu, còn người bên kia sẽ đập, giống như là mình đang đá penalty vậy đó, một người cầu thủ với một người thủ môn. Thì thầy có chấp nhận thử thách không? Dứt. Ok. À mà trước khi thì thầy chấp em bằng vợt nữ nha, đập bằng vợt nữ nha. Rồi, trận này sẽ đập bằng V200i, còn thủ bằng 75C nha các bạn. Ý trời đất ơi. Ok, 1-0. Mới vô chị chuẩn bị. Chấp vợt nữ rồi đó mà đánh còn không nổi nữa. Ôi. Rồi. Đó, game dễ mà. 1-1. Pha này sẽ đập ở đâu đây? Đường cầu rõ hơn rồi, đỡ nè anh em. Ôi. Ây da, tính ra thấy đường cầu mà dở vật nó không lên anh em. Tính ra vợt nữ luôn đó. Tính ra là vợt nữ luôn rồi đó. 2-2 nha. Được được, có ai like, có ai like rồi. Ok, nữa nè. Oh shit.